Chào mừng quý vị đang đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị và các bạn, trong buổi đối thoại ngày hôm nay, chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện về những mục tiêu kinh tế quan trọng của thành phố Hồ Chí Minh, về công nghiệp và công nghệ trong năm 2015, cũng như là dự báo chỉ số phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015. Ngay bây giờ thì Minh Vy xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trò chuyện với ông Cao Minh Nghĩa, Phó trưởng phòng nghiên cứu phát triển kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện này, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây. Năm 2014, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phục hồi ổn định, sản xuất kinh doanh tăng trưởng khá, hoạt động văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch, các chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Đây chính là những nền tảng động lực để thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong năm tiếp theo. Trong năm 2015, thành phố có nhiều sự kiện quan trọng. Đây là động lực rất quan trọng để thành phố tập trung thực hiện các nhiệm vụ mục tiêu năm 2015, góp phần cùng cả nước đạt kết quả cao nhất trong thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015. Trong năm này, thành phố tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế tăng trưởng hợp lý, phấn đấu đạt 25 chỉ tiêu chủ yếu như tăng GDP trên địa bàn từ 9,5% trở lên, tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 30% GDP, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn cả nước, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 265.776 tỷ đồng, số lao động được tạo việc làm mới là 120.000 người, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí TP giảm còn dưới 1%. Để thực hiện được mục tiêu đề ra, thành phố đang tập trung mọi nguồn lực, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thực hiện có hiệu quả 6 chương trình đột phá đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thưa ông Cao Minh Nghĩa, đầu tiên thì ông có thể chia sẻ những mục tiêu kinh tế chung của thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 là như thế nào không ạ? Một số mục tiêu chủ yếu của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2015 như sau, tức là tốc độ tăng trưởng GDP trên địa bàn thành phố là 9,5-10% một năm. Trong đó thì cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp. Trong đó dịch vụ chiếm 60% tổng GDP, công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 40% tổng GDP và nông nghiệp thì chiếm dưới 1% tổng GDP. Một số các chỉ tiêu khác như là chỉ số là IIP, tức là chỉ số phát triển công nghiệp thành phố thì là sẽ đạt 7% trong năm 2015. Kim ngạch xuất khẩu thì sẽ 10% một năm 2015, và một số các cái chỉ tiêu về thu ngân sách, về chi ngân sách thì cũng là đạt và vượt mức 2014. Chúng ta đã có rất là nhiều cơ hội, chúng ta có những chính sách mới để phù hợp hơn. Vậy thì đâu là những thách thức cũng như là những cái khó khăn? Các cái hiệp định kinh tế xuyên đối tác Thái Bình Dương TPP và hiện cái cộng đồng ASEAN là được hình thành, thì những cái sự chủ động, những cái sự chuẩn bị của các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, các doanh nghiệp có sự chuẩn bị nhưng mà chưa được là hoàn hảo lắm. Và đặc biệt đó là cái nền kinh tế của Việt Nam thì là ngành hàng xuất khẩu vẫn chủ yếu là các cái mặt hàng là gia công và coi như là có cái giá trị gia tăng thấp. Cho nên khi các cái hiệp định này đi vào thì như vậy là cái hàng xuất khẩu chúng ta phải nâng chất lượng lên thì mới đáp ứng được cái yêu cầu của các nước xung quanh. Và như vậy đòi hỏi các doanh nghiệp phải đổi mới cái công nghệ, đổi mới cái máy móc thiết bị công nghệ mới để mà sản xuất những sản phẩm đó. Bên cạnh những thông tin mà ông vừa nêu thì đâu là những giải pháp cụ thể để chúng ta có thể đạt được mục tiêu phát triển kinh tế năm 2015 như mong đợi? Hiện nay thành phố đang thực hiện cái đề án là tái cấu trúc nền kinh tế thành phố, đặc biệt trên 3 lĩnh vực là tái cấu trúc đầu tư công và tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước và cuối cùng là tái cấu trúc ngân hàng thương mại. Đặc biệt trên giải pháp đầu tư công để thực hiện giảm một số dự án mang tính chất là lãng phí ngân sách của nhà nước. Hiện nay thì tiến trình cổ phần hóa đã thực hiện được khoảng 70-80% doanh nghiệp cổ phần hóa. Trong cái nhiệm vụ 2015 là phải hoàn thành cái chương trình cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước để mà chuyển tất cả các công nghiệp nhà nước sang cái công nghiệp cổ phần. Thứ ba là tái cấu trúc các doanh nghiệp ngân hàng thương mại. Trong thời gian qua thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiến hành là sáp nhập một số các cái ngân hàng nhỏ thành các cái ngân hàng lớn để mà tăng cái sức mạnh phát triển của các ngân hàng lên. Đó là cái nhóm giải pháp thứ nhất. Nhấn mạnh thứ hai là thực hiện cái đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Khi nói đến sản phẩm này thì các nước trong khu vực đều phải công nhận đó là cái sản phẩm đặc trưng của thành phố và của cả nước. Và muốn vậy thì phải tìm ra những cái hệ thống cơ chế chính sách gì để đảm bảo là thành phố sản xuất được có các cái linh kiện, một số các thiết bị sẽ góp phần nâng cái tỷ lệ nội địa hóa của các ngành công nghiệp lên khoảng 30-40%, hạn chế nhập khẩu và hạn chế phụ thuộc
vào cái nguyên liệu của nước ngoài. Ngoài ra tiếp tục là thực hiện các cái chương trình như kết nối doanh nghiệp với ngân hàng, chương trình kết nối cung cầu hàng hóa giữa thành phố Hồ Chí Minh các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, chương trình kích cầu và một số các cái chương trình khác thì tiếp tục thực hiện để mà cho nó đồng bộ và thống nhất để mà thành phố Hồ Chí Minh là coi như là bảo đảm được cái hoạt động của các doanh nghiệp. Và còn một cái vấn đề nữa là đẩy mạnh cái phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, thì đây là một cái hướng mà thành phố Hồ Chí Minh cũng chú ý và tiếp tục là thực hiện cái quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, rồi một số các cái vấn đề liên quan đến cái chương trình kích cầu là trong đó có đổi mới máy móc thiết bị và mở mang nhà xưởng dành cho các cái doanh nghiệp, làm mục tiêu làm sao để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được cái nguồn vốn một cách dễ dàng, thuận lợi. Và ngoài ra thì chúng ta cần làm gì để mà nâng cái chỉ số FDI thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào thành phố Hồ Chí Minh, thưa ông? Thực chất ra thì những năm vừa qua thì là do suy thoái kinh tế cho nên một số các cái dự án đầu tư nước ngoài thì là giảm đi, nhưng mà hiện nay thì trong cái xu thế là nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi thì các cái dự án FDI theo tôi nghĩ là sẽ quay trở lại thành phố ngày càng nhiều hơn trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Bằng chứng là cái công ty tập đoàn Samsung đã ký một cái dự án 1,4 tỷ USD trong năm 2014 để phát triển các cái ngành công nghệ cao. Thì sắp tới thì hy vọng là thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục ký những cái dự án với vốn đầu tư lớn như vậy, phát triển cái kinh tế thành phố nói chung và các cái ngành công nghiệp công nghệ cao nói riêng trên địa bàn thành phố. Nhưng đây thì ông có thể đánh giá về cái tính khả thi của việc thực hiện mục tiêu này. Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện cái nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ 9 và cuối năm cũng là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch 5 năm 2011-2015. Thì như vậy là bình quân coi như là thành phố Hồ Chí Minh trong những năm qua thì tốc độ tăng trưởng GDP cũng đã đạt là 9,6% trong 4 năm 2011-2014. Thì trong năm 2015 sẽ cố gắng đạt 9,5-10% để tổng mức bình quân GDP trong địa bàn khoảng 10% một năm. Với cái vai trò là thành phố là trung tâm kinh tế lớn nhất của cả nước thì là với sự năng động của chính quyền thành phố trong việc thực hiện các cái chương trình mà kết nối doanh nghiệp với lại ngân hàng, kết nối cung cầu hàng hóa, thì như vậy thành phố Hồ Chí Minh có những cái đủ cái điều kiện để mà đạt được cái mục tiêu kinh tế đặt ra trong năm 2015 và những năm tiếp theo để tạo đà cho phát triển với giai đoạn 2016-2020, đạt đến mục tiêu đến năm 2020 thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng với cả nước là hoàn thành cái mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vâng, xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, qua buổi đối thoại cùng với ông Cao Minh Nghĩa, Phó trưởng phòng nghiên cứu phát triển kinh tế, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta có một cái nhìn khả quan về những chỉ báo phát triển kinh tế năm 2015 của thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây thì buổi đối thoại ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin mời quý vị dành ít phút để đến với những thông tin về dự báo thời tiết.